cho tất cả các bạn. Các bạn thân mến, thì mình đang ở đường Hoa, thành phố Sa Đéc. Mời các bạn xem những cái cây mai đầy những cái chuẩn bị bung lụa vào cái thời gian đúng cái dịp Tết Nhâm Dần 2022. Bạn thấy đây rất là nhiều sao Sa Đéc hiền hòa ai về thăm làng hoa, hoa tươi trên nếp em cười bà ba duyên dáng khoe ta về bên mộng tân thuy đông làng qua khoe sắc đưa hương. Bây giờ là đất gọi dậy tương lai tuổi xuân ta gấm say đời Sa Đéc mình xanh thắm màu xanh vàng xanh nổ nè trắng lên trắng sáng đêm sầm hoa càng thêm tỏa hương hoa nai tươi phú trên đường quá quý luôn. Thấy những cái nụ này là tự động may mắn tới các bạn, tại vì sai hoa quá. Sa Đéc quê mình này các bạn, bạn thấy đẹp không? Trên mảnh đất lành, Sa Đéc mình áo mới thêm xuân. Có nhiều giống mai lắm nha các bạn. Bây giờ có đang hót cái khúc họ hương, mai cũng họ hương. Cái hoa nhìn giống giống như hoa giả vậy đó, mà giống cũng tốt. Là đang hót. Nổi tiếng xa giang, thành phố hoa xuân, phố sắc bóng cười, về đây nghe phố tử tình, kể chuyện người tình ngàn năm du khách say lòng. Quê hương xa dòng tiền giang phù sa tô sáng hương hoa đẹp mặt trường hồng quê giấy. Ta phố qua thơm ngát đồng bằng Sa Đéc mình đẹp mãi mùa xuân. Bên này là cái cây hoa giấy màu lai thảo cây bồ đề, gốc bồ đề này các bạn, xa giang đèn lên dân phố lung linh, qua tiếng dòng chuông xa đưa bình an trên mảnh đất lành, Sa Đéc mình thiên tục. Không phải lúc nào cũng được những cái chỗ trồng hoa như thế này, trưng bày hoa như thế này. Cái gốc, hoa giấy này đẹp đẹp. Còn các bạn, lâu lắm mới có một cái đẹp đẹp. Trắng. Bao đời ta cần lâu hoa, hoa giấy thì rất là nhiều màu. Gặp nhau tay bắt lệ tràn là đức mẹ dòng tiên dễ trồng phù sa tô sắc bằng cái gốc hoa đẹp mãi giường hồng quê ta phố qua thơm ngát đồng bằng Sa Đéc mình đẹp mãi mùa xuân.
nay là tối 24 âm lịch, gần 23 giờ, hoa vẫn nở, chuẩn bị đón một